Chào mừng các em đã đến với tiết học ngày hôm nay. Sinh 11. Cô là Nguyễn Thị Thúy Kha, giáo viên bộ môn sinh học. Như chúng ta đã từng đề cập trong các bài học trước, cả thực vật và động vật đều có hiện tượng cảm ứng. Cảm ứng ở thực vật thì được gọi là ứng động và hướng động. Còn cảm ứng ở động vật thì chúng ta gọi là phản xạ. Như vậy, cụ thể cảm ứng ở động vật diễn ra như thế nào? Có vai trò gì trong đời sống? Chúng ta cùng tìm hiểu trong nội dung bài học hôm nay. Bài 26-27 Cảm ứng ở động vật. Nội dung của bài học ngày hôm nay gồm 3 phần, 2 phần chính sau đây. Thứ nhất là khái niệm cảm ứng ở động vật. Thứ hai là cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 ý. Ý thứ nhất, tìm hiểu về cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh. Ý thứ hai, tìm hiểu về cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. Ý thứ ba, tìm hiểu về cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống. Trước hết, chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, khái niệm cảm ứng ở động vật. Trong tự nhiên, chắc hẳn các em đã bắt gặp rất nhiều hiện tượng thú vị. Như là khi trời trở lạnh thì chim sẻ xù lông để giúp cơ thể giữ ấm, hoặc khi trời nóng chó thè lưỡi để làm mát cơ thể. Vậy thì hai cái hiện tượng này cô sẽ gọi đây chính là cảm ứng ở động vật. Như vậy cảm ứng ở động vật là gì? Qua hai ví dụ trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển. Chúng ta xét lại ví dụ chim sẻ xù lông giúp giữ ấm cho cơ thể. Chim sẻ ở đây đã tiếp nhận cái kích thích từ môi trường, đó là khi thời tiết trở lạnh. Sau đó cơ thể của chim sẻ có phản ứng lại là xù lông để giúp cho cơ thể này được giữ ấm. Ngoài ra, chúng ta còn gặp rất nhiều các phản ứng của cơ thể động vật trước tác nhân kích thích. Ví dụ như vào trời rét thì con mèo nó cũng xù lông. Con mèo còn nằm co lại. Hoặc là tay chúng ta khi chạm vào vật nóng thì giật lại. Và chúng ta đã biết cảm ứng ở động thực vật. Chúng ta nhắc lại ha, cảm ứng ở thực vật là gồm hướng động. Ví dụ đây là hình thức phản ứng hướng sáng của cây. Chúng ta sẽ so sánh xem cảm ứng ở động vật và thực vật có những đặc điểm khác nào sau đây. Ở thực vật thì phản ứng này xảy ra chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng thì kém đa dạng. Ở động vật phản ứng xảy ra nhanh, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy và các hình thức này phản ứng rất đa dạng. Khi cảm ứng xảy ra ở động vật có hệ thần kinh thì được gọi là phản xạ. Tuy nhiên không phải tất cả các phản ứng của cơ thể đều gọi là phản xạ. Chúng ta cùng xem cái ví dụ sau đây để phân tích. Chúng ta sẽ có con ếch, đuôi ếch được cắt ra và ngâm trong dung dịch sinh lý. Như vậy trong một cái thời gian xác định, cái đuôi ếch này khi chúng ta kích thích vào thì nó vẫn có hiện tượng là co cơ. Hoặc khi chúng ta tác động vào kích thích vào con ếch khi còn sống thì ếch này sẽ co và nhảy lên. Như vậy, trong cái ví dụ này với hai cái trường hợp trên, chúng ta nhận thấy đều có cái phản ứng xảy ra chính là cơ co và giúp ếch nhảy bật lên. Chúng ta thử xác định xem đâu sẽ là phản xạ còn đâu không phải là phản xạ. Các em cùng suy nghĩ nào. Chúng ta cùng theo dõi đáp án. Kích thích vào cơ đùi ếch khi còn sống, chúng ta gọi đó là cơ co. Đó chính là phản xạ. Còn kích thích vào cơ đùi ếch khi đã cắt rời khỏi cơ thể, đây chỉ là phản ứng mà không phải là phản xạ. Như vậy, phản xạ là phản ứng của cơ thể động vật thông qua hệ thần kinh để trả lời các cái kích thích từ bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.
Để thực hiện một cái phản xạ thì cần có cái cung phản xạ. Đây chính là sơ đồ 27.2, sơ đồ cung phản xạ tự vệ ở người. Trong sơ đồ này chúng ta sẽ thấy khi tay chúng ta bị kim nhọn kích thích vào thì các thụ quan đau ở da sẽ tiếp nhận cái kích thích này, sau đó truyền theo cái đường cảm giác đi vào hệ thần kinh ở đây. Hệ thần kinh sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin, cho sau đó thông tin này được theo cái đường vận động và tay chúng ta sẽ có cái phản ứng lại, đó chính là cơ co, ngón tay chúng ta sẽ co lại. Như vậy sau khi phân tích cái sơ đồ cung phản xạ này, chúng ta ghi nhớ cho cô, một cung phản xạ thì gồm 5 yếu tố. Thứ nhất là bộ phận tiếp nhận kích thích, chúng ta gọi là thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. Thứ hai là đường dẫn truyền vào, đường cảm giác. Thứ ba là bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng, thần kinh trung ương. Thứ tư là đường dẫn truyền ra, đường vận động. Thứ năm là bộ phận thực hiện, cơ hoặc là tuyến. Đối với cung phản xạ thì hệ thần kinh đóng một vai trò chủ yếu và quyết định cũng như là mức độ về tính chính xác của các phản ứng ở các loài động vật. Để biết được hệ thần kinh đóng vai trò chủ yếu quyết định hình thức mức độ cảm ứng như thế nào, chúng ta cùng sang phần tiếp theo. Hai La Mã tìm hiểu về cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh. Ở đây hệ thần kinh của chúng ta sẽ tiến hóa từ chưa có hệ thần kinh đến có hệ thần kinh. Trong này thì từ hệ thần kinh đơn giản là dạng lưới đến hệ thần kinh phức tạp là chuỗi hạch. Và đến cái phức tạp nhất là hệ thần kinh dạng ống. Đối với hệ thần kinh chưa có hệ thần kinh, chúng ta phải đọc trong sách giáo khoa cho cô. Chúng ta đi đến phần tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ điền vào cái bảng này theo cái đặc điểm sau. Thứ nhất là về đại diện, cấu tạo hệ thần kinh, hoạt động, tính chính xác và năng lượng tiêu tốn. Chúng ta so sánh cùng học và so sánh ba dạng hệ thần kinh: dạng lưới, dạng chuỗi hạch và dạng ống. Đầu tiên là cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới. Đây chính là ân thị tức, đây là san hô và đây là sứa, ba đại diện của hệ thần kinh dạng lưới. Đây chính là ân thị tức và người ta vẽ hệ thần kinh của thị tức. Như vậy khi có thích từ môi trường thì bất kỳ tại một điểm nào đó, ví dụ như vị trí này, thì phản ứng của cơ thể thị tức đó chính là co toàn bộ cơ thể. Vậy chúng ta nhận thấy ha, đại diện của hệ thần kinh dạng lưới là ngành ruột khoang, cụ thể là con thị tức. Như các tế bào thần kinh sẽ nằm rải rác trong cơ thể, liên hệ với nhau qua sợi thần kinh, tạo nên một cái mạng lưới thần kinh ở đây. Và khi kích thích ở vị trí nào thì cơ thể cũng co toàn bộ. Chúng ta thấy phản ứng này kém chính xác và khiến nó tiêu tốn nhiều năng lượng. Rồi chúng ta cùng đi sang cái hệ thần kinh tiến hóa hơn. Đó là chính là hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. Đây chính là hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. Cụ thể con châu chấu, đây chính là các hạch thần kinh. Như vậy một cái hạch này nó sẽ... Từ hạch này chúng ta thấy phân tán ra nhiều cái sợi thần kinh. Đây là hạch, các cái hạch ở dung đất cũng như là các cái hạch ở con dung dẹp. Chúng ta xem nó có những đặc điểm nào sau đây. Các tế bào thần kinh sẽ tập trung thành các hạch thần kinh. Các hạch này thì nối với nhau bằng dây, tạo thành một cái chuỗi hạch và nó nằm dọc theo chiều dài của cơ thể. Như vậy bây giờ khi có tác động kích thích vào một vị trí nào đó, ví dụ có tác động vào vị trí ngay cái vị trí vùng đầu của con châu chấu, thì cái hạch thần kinh này sẽ là nơi xử lý thông tin. Như vậy khi xử lý thông tin thì nó sẽ cho ra cái phản ứng chỉ xảy ra ở, có thể là ở cái phần chân trước của nó thôi. Như vậy mỗi hạch sẽ điều khiển một vùng xác định trên cơ thể, khiến cho phản ứng của chúng ta diễn ra chính xác hơn, ít tiêu tốn năng lượng hơn so với lại hệ thần kinh dạng lưới. Chúng ta đi đến hệ thần kinh dạng ống.
À, hệ thần kinh dạng ống thì được trải dài ở cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú và kể cả con người. Trong này chúng ta sẽ tìm hiểu vào hai phần. Thứ nhất là cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống. Đại diện chúng ta nhắc lại ha, các động vật có xương sống như cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú và người. À, đây chính là cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống. Chúng ta trả lời được câu hỏi là tại sao hệ thần kinh ở người là hệ thần kinh dạng ống thì chúng ta sẽ nắm được rất chắc nội dung này ha. Hệ thần kinh dạng ống có những thành phần nào? À, chúng ta có thể nhìn quan sát hình và trả lời được. Như vậy, dạng ống ở đây là một số lượng rất lớn tế bào thần kinh tập trung lại thành một ống và nằm ở dọc ở phía lưng của cơ thể nên chúng ta mới gọi là dạng ống. Nó nằm theo cái trục của xương sống ha. Bao gồm hai phần chính là thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. Trong thần kinh trung ương chúng ta chia ra làm não bộ với lại tủy sống. Đây, não bộ với tủy sống thần kinh trung ương. Còn lại thần kinh ngoại biên chính là hạch thần kinh và dây thần kinh. Phần thứ hai là hoạt động của hệ thần kinh dạng ống. Hệ thần kinh dạng ống thì hoạt động theo nguyên tắc là phản xạ. À, chúng ta sẽ có phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. À, để hiểu như thế nào phản xạ có điều kiện và không điều kiện thì chúng ta cùng làm một bài tập nhỏ sau đây. À, chạm phải vật nóng, rụt tay lại. Hoặc là chim, thú, thời tiết lạnh, xù lông, cô đều gọi đây là phản xạ không điều kiện. Như vậy các phản xạ này sẽ có những đặc điểm nào? À, đây là những phản xạ thường là gì? Ví dụ như chim, thú, xù lông lại, chúng ta gọi đây là cái phản xạ mang tính bẩm sinh. À, sẽ được học cụ thể hơn ở các bài tiếp theo. Rồi chúng ta thử một ví dụ sau đây. Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại. À, đây là phản xạ không điều kiện. À, phản xạ này rất đơn giản ha. Không thường là do tủy sống điều khiển. Tủy sống là nơi chứ không liên quan đến nhiều yếu tố thần kinh khác nên nó thuộc cái loại cùng phản xạ là không điều kiện. Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra cũng là phản xạ không điều kiện. Qua ngã tư thấy đèn đỏ dừng lại trước vạch kẻ, đây là phản xạ có điều kiện. Phản xạ này là phản xạ chúng ta được hình thành trong quá trình là học tập, rèn luyện cũng như là được thử thì sẽ có cái sự thay đổi là đã trải qua nhiều lần. À, có sự tham nói đến hệ thần kinh thì có sự tham gia của nhiều yếu tố thần kinh trong đó. Hay là một phản xạ phức tạp hơn thì chúng ta sẽ gọi đó là phản xạ có điều kiện. Hoặc là gió mùa đông bắc về môi tím tái nổi da gà thì đây cũng chắc là một phản xạ không điều kiện. Như vậy, phản xạ không điều kiện là phản xạ đơn giản do một số ít tế bào thần kinh tham gia và thường là do tủy sống điều khiển. Ví dụ như cái hiện tượng chúng ta chạm tay tay chúng ta bị kim nhọn đâm vào. Còn phản xạ có điều kiện là phức tạp do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, đặc biệt là tế bào thần kinh vỏ não. Hay có điều kiện ở đây đa phần là do chúng ta học được và đã được thực hiện qua rút kinh nghiệm. Như vậy nội dung bài học hôm nay đến đây là hết. À, chúng ta cần ghi nhớ lại cho cô. À, chúng ta sẽ có khái niệm về cảm ứng ở động vật và sự tiến hóa về cảm ứng qua các tổ chức hệ thần kinh từ hệ dạng lưới sang dạng hạch và cuối cùng là dạng ống. À, để củng cố lại bài học hôm nay để cho chúng ta nhớ được bao nhiêu phần kiến thức. Cảm ứng ở động vật là gì? Rồi chúng ta cùng đọc các câu trả lời ở đây. A. Các phản ứng có điều kiện giúp cơ thể thích nghi với môi trường. B. Các phản xạ không điều kiện giúp bảo vệ cơ thể. C. Khả năng tiếp nhận và đáp ứng các kích thích của môi trường giúp cơ thể tồn tại và phát triển. D là sự thích nghi của cơ thể do các hóc môn điều khiển. Đáp án chính xác chính là đáp án C, chính là khả năng tiếp nhận và đáp ứng các kích thích của môi trường giúp cơ thể tồn tại và phát triển. Câu số 2. Cơ thể đã xúc
Động vật đã xuất hiện tổ chức hệ thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân xảy ra ở A. ruột khoang, B. thân mềm, C. giáp xác và D. là cá. À, chúng ta nhớ ha, tổ chức hệ thần kinh mà làm cho cơ thể co rút toàn thân chính là ở hệ thần kinh dạng lưới, chính là đại diện ruột khoang ha. À, chúng ta sang câu hỏi số 3. Hệ thần kinh dạng ống thì gồm não bộ, dây thần kinh, tủy sống, dây thần kinh tủy, hoặc là thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, não bộ với tủy sống. À, cái này chúng ta nhớ lại xem ha, cái hình lúc nãy của cô. Chúng ta chọn đáp án nào đây? A, B, C hay D? À, đáp án chính xác là đáp án C, thần kinh trung ương và ngoại biên. Trong thần kinh trung ương chúng ta mới chia ra là gồm có não bộ, tủy sống, thần kinh ngoại biên mới có là dây thần kinh và hạch thần kinh. À, các em về nhà hoàn thành đủ các bài trong đề cương, học bài cũ và chuẩn bị bài mới. À, bài học của chúng ta đến đây là hết. Chào các em.